Chào mừng quý vị trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tán. Và hiện tại là 10 giờ của ngày 13 tháng 9 năm 2020. Và thì tôi rất hân hạnh được đón anh Thuyết ở xã Sương Thịnh, Cẩm Khê, Phú Thọ còn về để ký duyệt bộ ghế tần thì hoàn chất liệu gỗ hương đá, hàng siêu vip và hàng dày dạn gỗ trọn vân, cột liền, yếm liền và các loại tay ốc liền hết. Còn đây còn cái tay chúng tôi đang lắp dở, vẫn chưa lắp vàng. Đây quý vị nhìn, gỗ này thì siêu đẳng cấp luôn nhé. Hàng dày khuôn tranh 4 phân, yếm 4 phân, ván 2 phân. Và mặt liền, yếm liền, chương liền và tay liền, cột liền và hàng siêu vip gỗ hương đá của cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tán này. Và thì hôm nay là anh Thuyết ở xã Sương Thịnh ở về sản cơ sở để ký duyệt bộ ghế, và anh đã đặt chúng tôi là quá trình hơn 1 tháng này rồi, và hôm nay hoàn thiện và anh đã về để xem mộc. Trước tiên này kiểm tra phần gỗ, chất liệu cũng như kích thước và hình dáng và mẫu mã. Và thì trước tiên anh xem đã đạt tiêu chuẩn đúng như trong hóa đơn anh đặt, và hôm nay anh đã ký duyệt. Thế là bây giờ là 10 giờ 15 ngày 13 tháng 9 năm 2020. Và anh đã đặt bút và ký duyệt chấp nhận bộ ghế làm đúng theo yêu cầu của anh. Và đây trên ảnh quý vị nhìn đây là chiếc đoạn dài nhé, chiếc đoạn dài đây. Và đoạn dài này có kích thước 2m4, sâu 60 và cao là 1m25 tổng thể. Và rất là dày dặn, cột liền, yến liền. Còn cái ghế đằng kia nữa nhỉ? Ghế đơ rất là đẹp với chiếc bàn quý vị nhé. Chiếc bàn này có kích thước là 70m4 và mặt bàn liền tấm được chúng tôi đục thuận buồm xuôi gió và rất là đẹp. Toàn bộ hồi là đục tứ quý, chiếc đoạn dài là 3 chiếc huỳnh đục chữ phúc lộc thọ, còn là 2 chiếc ghế đơn đục 2 chữ phú quý ở giữa, và rất là ý nghĩa. Đây ra rồi. Đây còn chiếc đây anh này, chiếc này, nó chiếc này. Rất là đẹp. Thì quý vị nào có nhu cầu dùng